Đã dập tắt hoàn toàn đám cháy lớn tại quán bar gần chợ Bến Thành thành phố Hồ Chí Minh. Trưa ngày 17 tháng 10, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy phát ra từ quán bar District K ở địa chỉ số 30 Thủ Khoa Huỳnh, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, đã khiến hàng trăm người kinh doanh khu vực chợ Bến Thành hốt hoảng tháo chạy. Theo báo cáo của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, BC07 công an thành phố Hồ Chí Minh, vụ cháy xảy ra từ lúc 9 giờ 32 phút cùng ngày tại quán bar District K. Khi đó có nhiều người kinh doanh buôn bán khu vực quanh chợ Bến Thành hốt quản tháo chạy. BC07 cũng xác nhận cơ sở này từng bị đình chỉ hoạt động vào tháng 5 năm 2022 sau hơn một tiếng tích cực cử lực lượng và phương tiện phòng cháy chữa cháy tới hiện trường. Vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Cơ quan chức năng cũng xác định không có thương vong về người nhưng thiệt hại khoảng 300 trên 800 mét vuông sàn của công trình. BC07 nhận định, dù quả quản có thể cho quá trình sửa chữa hàng các kim loại gây cháy, quán bar này đang trong quá trình sửa chữa đã ngừng hoạt động. Trước đó, ngay sau khi vụ quả quản được báo, BC07 phối hợp với Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cử hàng chục xe chữa cháy đã đến chữa cháy. Các lực lượng đã dùng xe thang để tiếp cận đám cháy do khu vực dân cư đông đúc ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.